Các bạn nhỏ ơi, hôm nay chúng mình cùng tiếp tục tập vẽ về ngôi trường nữa nhé. Cô đặt tờ giấy trắng nằm ngang. Trước tiên cô canh ở bên dưới tờ giấy lên và vẽ một đường ngang ở bên dưới gần mép bên dưới tờ giấy luôn nha các bạn. Vẽ một đường ngang như thế này. Và cô nối lên là một đường ngang song song bên trên luôn để làm cái bậc thềm. Từ đây cô sẽ canh ra ở chính giữa hai chấm như thế này. Ở chính giữa cái đường ngang này nha các bạn nha. Từ hai cái chấm này cô sẽ kéo lên hai cái đường xiên hướng lên trên. Các bạn cũng có thể chấm nha. Ở đây cô kéo lên một đường xiên hướng lên trên. Hơi xiên thôi nha các bạn nha. Bên phía này cô cũng kéo lên một đường hơi xiên ra luôn. Ở bên dưới thì nhỏ, bên trên thì nó hơi to ra một tí á các bạn. Phía trên thì cô chấm một chấm ở chính giữa và kéo xuống hai cái đường xiên nối với lại hai cái đường này để làm cái mái nhà nha các bạn nha. Ở hai cái đầu này cô kéo ra một chút xíu rồi cô nối lên là một cái đường viền luôn. Ở cái ngôi trường này thì sẽ khó hơn so với những ngôi trường trước một chút xíu nha bạn. Cũng có phần khó và cũng có phần dễ hơn nhưng mà nó sẽ khác đi một chút xíu. Ở đây cô vẽ một cái đồng hồ. Cô cũng vẽ là hai viền luôn nha các bạn nha. Hai cái viền sát vào nhau. Rồi vẽ cái đồng hồ vào, vẽ giờ vào á các bạn. Vẽ số. Những con số này nó hơi nhỏ cho nên các bạn không có thấy, các bạn tự vẽ vào nha. Nhìn cái đồng hồ có mấy số thì mình vẽ vào thôi. Rồi vẽ cái kim đồng hồ vô. Các bạn muốn cho mấy giờ cũng được hết. Tiếp theo thì cô vẽ những cái cánh cửa. Ở nguyên cái chỗ nhà này, cái chỗ cái tòa nhà này thì cô vẽ là ba cái cánh cửa hình vuông đi nha các bạn. Một cái cánh nè. Ở đây cô vẽ thêm một cái cánh nữa đi lên trên. Các bạn chia làm sao mà cho cái mái nhà chỗ này là đủ ba cái cánh cửa là được nha các bạn nha. Nếu các bạn chia đều thì nó sẽ đẹp hơn. Trên này cô vẽ thêm một cánh cửa gần với lại cái đồng hồ luôn. Vì cô chia không có đều cho lắm á các bạn. Nhưng mà không sao nha các bạn. Rồi cô vẽ thêm những cái đường gạch thẳng. Hai đường, mỗi cánh cửa cô cho hai đường gạch thẳng đi. Để làm cái giống như là cái cửa sổ á các bạn. Hoặc là cái cánh cửa kính gì đó. Tiếp theo thì cô canh ở những cái chỗ mà chính giữa hai cái cánh cửa các bạn. Cứ ở chính giữa cô kéo ra là một đường ngang. Đường ngang cô kéo gần bằng với lại cái đường mặt đất luôn nha các bạn nha. Hoặc là bằng luôn. Cô kéo ra thành hai đường nha các bạn. Cô vẽ hai đường đôi á. Ở bên trên thì cô cũng vẽ thêm một đường ngang nữa. Cũng ở chính giữa, cô canh chính giữa hai cái cánh cửa nha các bạn nha. Cô kéo ra cũng một, hai bên là hai cái đường ngang. Các bạn kéo ra cho nó bằng với lại cái đường ngang ở bên dưới luôn nha. Ba cái đường ngang nó bằng nhau á. Rồi những cái đường ngang này cũng là những cái nét đôi hết nha. Rồi phía bên trên này cô muốn thêm một cái tầng ngắn nữa thì cô cũng vẽ thêm một cái đường ngang nữa ở chính giữa cái đồng hồ và cái cánh cửa này nha các bạn nha. Rồi xong, cô được tổng cộng là có 4 đường như thế này. Rồi từ bên trên những cái đường này cô kéo xuống những cái đường xiên. Hoặc là đó, những cái đường xiên ở mấy cái đầu này nha các bạn nha. Cô chừa một tí ở ngay cái đầu thôi. Rồi cô kéo xuống những cái đường xiên nè. Những cái đường hơi xiên thôi, chạm với đường mặt đất. Đó. Phía bên này cô cũng kéo xuống như vậy. Cô chừa lại ở mỗi cái đầu á là một tí nha các bạn nha. Đây là cô được cái ngôi trường có 3 tầng luôn á. 3 tòa. Tiếp theo thì cô vẽ những cái cánh cửa. Ở đây cô vẽ những cái cánh cửa hình vuông nè. Cũng giống như là cô vẽ những cánh cửa ở bên trong cái ngôi nhà chính. Và
cứ một cái tòa là cô vẽ một cánh cửa hình vuông và thêm một cái cánh cửa sổ nhỏ ở phía trên nữa. Cứ tương tự như vậy cho đến hết luôn nha các bạn nha. Đủ hết 3 tầng mỗi bên. Vì trường học thì nó hay xây giống nhau quá cho nên là mình có thể vẽ giống nhau. Hoặc là các bạn cũng có thể vẽ khác đi cũng được nha. Và cô đã vẽ xong cái tòa nhà, cái ngôi trường có 3 tầng như vậy. Tiếp theo thì ở mỗi cái tầng này nè, cô sẽ kéo lên là những cái hàng rào á các bạn. Giống như ở ngay cái chỗ mỗi tầng là sẽ có những cái hàng rào để tránh, để cho các bạn nhỏ không có bị rớt á, không bị rơi xuống á. Đây, cứ từ bên ngoài luôn, bên ngoài cái mép của cái đường ngang lúc nãy, cô kéo lên làm sao mà một nửa của cái cánh cửa thôi nha các bạn. Cao bằng một nửa cánh cửa thôi, cô gạch những cái đường gạch để làm cái thanh á, cái thanh cầm á, cái thanh hàng rào á. Đó, cái chỗ này hơi rối một chút xíu cho nên các bạn nhớ cẩn thận nha. Đó, nhìn ra cái thanh hàng rào rồi đó các bạn. Bên này nó cũng vậy luôn. Vì cái thanh hàng rào thì đương nhiên nó sẽ chồng lên các cái chi tiết kia rồi, cho nên các bạn nhớ chú ý. Nó sẽ khó cho mình khi mình tô màu á. Đó, cái hàng rào cuối cùng. Vậy là cô đã vẽ một đã được một ngôi trường rất là đơn giản luôn á. Bây giờ thì cuối cùng là cái mái của hai cái tòa nhà phía trên á, cô kéo lên hai cái đường xiên và nối một cái đường ngang với lại cái ở chính giữa, cái nhà chính giữa. Ở phía cái mái này thì cô vẽ là những cái đường cong để làm mái ngói đi. Mái ngói tôn đó các bạn. Thế là cô đã hoàn thành được một ngôi trường rất là đơn giản luôn. Các bạn muốn cho đây là trường tiểu học hay trường cấp 1, cấp 2 gì cũng được nha. Các bạn cũng có thể ghi thêm cái tên trường vào ở phía bên trên. Rồi cô vẽ cái đường mạch đất, rồi vẽ thêm những cái cây tán to luôn và nó bị che ở phía dưới ngôi trường. Phía bên này cũng vậy, cô vẽ thêm một cái tán cây thật là to. Nó bị che ở phía dưới ngôi trường rồi nha các bạn nha. Ở phía trước các bạn cũng có thể vẽ thêm những cây cỏ gì cũng được hết, còn không thì thôi. Bây giờ thì cô vẽ thêm những cái lá ở trên cái thân cây. Thêm những cái bụi cây ở nhỏ hoặc là những cái bụi cây cỏ. Chỗ nào còn trống thì cô vẽ thêm những cái đám mây nữa. Thế là cô cũng vẽ xong được một bức tranh về nét vẽ ngôi trường cũng rất là đơn giản và khác luôn nè. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.